trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nhân Tông Trần Khâm. Đó là một bài kệ của Trần Nhân Tông rất là nổi tiếng, nó rất là ngắn gọn nhưng nó thể hiện một cái tư tưởng triết lý đạo và đời rất là tiêu biểu của Trần Nhân Tông. Hành đạo, tu đạo nó không cần phải xa xôi, không cần phải cầu đạo ở đâu xa cả, mà hãy tu đạo, tu tâm của chúng ta ngay ở trong cuộc đời này. Hãy nhìn lại bản thân mình, phát huy những cái phẩm chất của bản thân mình. Bài kệ mang giá trị thời đại, đó là xây dựng một cái cuộc sống hạnh phúc tại trần gian trên cơ sở cái sự hòa hợp của mỗi con người, của mỗi cộng đồng xã hội. Trần Khâm, tức Trần Nhân Tông, là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Khánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu. Ngài được truyền ngôi năm 1278 và trở thành vị vua vĩ đại nhất trong 12 vị vua của triều đại nhà Trần. Dưới sự trị vì của ông, triều đại nhà Trần đã hai lần đại thắng quân Nguyên Mông, trở thành một triều đại huy hoàng nhất về võ công và văn trị trong lịch sử Đại Việt. Năm 1293, sau khi đất nước dần phục hồi sau chiến tranh, vua Trần Nhân Tông anh minh và nhân từ quyết định rời bỏ ngai vàng. Ông chuyển ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, rồi xuất gia tu hành lấy hiệu Trúc Lâm Đại Sĩ. Theo quan điểm của ông lúc bấy giờ, vua quan biết Phật thì biết lo cho dân. Vì theo tư tưởng của ông nội ông là Trần Thái Tông đã từng dạy, lấy cái lo của dân làm lo của bậc quân vương, lấy cái suy nghĩ và nguyện vọng của dân làm suy nghĩ và nguyện vọng của bậc quân vương thì nước cường dân thịnh, quốc thái dân an. Chính vì thế ông tìm tới đạo Phật là tìm tới một hướng đi riêng cho dân tộc Việt ở giá trị đạo đức, giá trị tinh thần và chính ở sự xây dựng đất nước. Hoàng đế Trần Nhân Tông lên ngôi năm mới 20 tuổi. Nhưng mà 20 tuổi lại có một lượng kiến thức đủ để có thể điều khiển vận mệnh của đất nước, đủ để có thể đưa đất nước từ một cái vị trí còn khiêm nhượng trở thành một nước có vị thế lớn ở khu vực và thế giới. Cái thiền phái Trúc Lâm là điều thứ nhất, là nó kết hợp được tất cả các cái dòng thiền mà có trước đó để thành một cái tư tưởng mới, nó mang cái tinh thần nhập thế của thiền phái Trúc Lâm. Ba phái thiền, thứ nhất Tỳ Đê Lưu Chi, thứ hai là Vô Ngân Thông, thứ ba là Thảo Đường, lại thành một cái thiền phái Trúc Lâm Việt Nam Yên Tử. Và chính vua Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông coi như là vị sáng tổ thành lập giáo hội, ổn định cái việc tín ngưỡng của dân gian. Thứ nhất đấy là cái tư tưởng Phật giáo hòa hợp các tôn giáo, hòa hợp các tông phái, hòa hợp các trào lưu tư tưởng, tất cả vì một mục đích là phục vụ cho cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Ngoài những giá trị đặc biệt của Phật giáo của Ấn Độ thì còn kế tục tinh hoa của các trào lưu tư tưởng như Nho giáo, Lão giáo và cái bản sắc văn hóa của người Việt để hình thành nên một cái giá trị đặc thù của cái Phật giáo Việt Nam. Tuy không trực tiếp tham gia chính sự, nhưng Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn gián tiếp cố vấn cho vua Trần Anh Tông trị quốc an dân. Người dành nhiều thời gian đi thăm nhiều làng mạc, khuyến khích người dân sống đạo đức, bỏ các tệ nạn mê tín dị đoan. Năm 1308, Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn ở tuổi 51, miếu hiệu Nhân Tông. Giá trị Phật giáo ở Ấn Độ thật siêu xuất. Giá trị Phật giáo Việt Nam cũng phi thường, mới đủ sức thuyết phục một ông hoàng, một ông vua đi tu. Phật Pháp đã cao siêu, người tu cũng đáng kính, cho nên Phật giáo rất thịnh hành trong thời Trần.
Chúng tôi nhằm khôi phục Phật giáo đời Trần, cốt nâng cao Phật giáo Việt Nam hiện nay là như thế. Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người đã có công phục hưng hệ thống Thiền viện Trúc Lâm hiện nay với hơn 200 ngôi thiền viện lớn nhỏ, trải dài trên khắp nước Việt và Nam Châu. Hòa Thượng không chỉ phục dựng về hình thức mà giữ nguyên bản sắc thiền tông, thi vị, trực chỉ, tùy duyên và cốt lõi tu thiền theo Phật giáo đời Trần được khẳng định qua tông chỉ, soi rọi chính mình, tỏ sáng chân tâm. Trong tâm có Phật, cuộc đời sẽ có Phật. Chính cái triết lý rất đơn giản, Phật tại tâm, mà người nông dân ở quê không biết chữ, cũng biết hướng con cháu của mình sống tốt lành, tâm lành, tính thiện. Em không biết là mình sẽ phải làm gì để mình đối diện đối với những cái cuộc sống hay là những cái biến cố mà nó xảy ra với mình. Thì lúc đó em tìm về với chân Phật để vì em mong muốn cái trái tim của mình, cái tâm của mình ấy, nó được khởi phát, nó được sáng lại. Thì khi cái tâm mình sáng, cái trí tuệ mình thông thì mình cũng sẽ làm được mọi việc một cái cách mà hành thông nhất. Đến với mảnh đất thiêng Yên Tử, chúng tôi cảm thấy tâm hồn được thanh thản, được gột rửa. Tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ mong cuộc sống được bình an. Thiền phái này ngày nay thì đã không những nó phát triển ở trong nước rồi, bây giờ nó lan ra trên các châu. Thì cái thiền phái Trúc Lâm Tử không còn ở Việt Nam nữa, nó phát triển trên khắp châu lục, trên thế giới. Trúc Lâm Yên Tử, một thiền phái mang tên Việt Nam với những nét đặc sắc riêng có của người Việt Nam. Một thiền phái mà ông Tổ là một vị vua anh hùng dân tộc. Đây là một dấu son trong lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng. Năm 2012, tại trường đại học Harvard của Hoa Kỳ, Viện Trần Nhân Tông đã được thành lập, lấy chủ đề quan trọng nhất để nghiên cứu, đó là chủ đề hòa giải tư tưởng và tinh thần hòa giải của Trần Nhân Tông. Dù đã nhập Niết Bàn hơn 700 năm, nhưng tinh thần Phật Hoàng vẫn còn sống mãi như giáo sư sử học Vũ Khiêu từng viết. Ngọc sáng gương trong vua hóa Phật, tài cao trí lớn Phật là vua. Tấm gương nhân ái soi kim cổ, ngọn đuốc quang minh rạng đất trời.